Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, chúng ta ai cũng biết coronavirus đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu như thế nào, và đặc biệt là trong ngành nail của người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ và đặc biệt là tại California. Trong những ngày qua, chúng ta thấy chính phủ đã cho phép các cơ sở thương mở cửa trở lại, tiệm tóc cũng đã được mở cửa sinh hoạt trở lại, nhà thờ, chùa, chiền cũng được mở cửa sinh hoạt trở lại. Tuy nhiên, ngành nail vẫn trong thời gian chờ đợi. Để biết thêm về những tin tức ngành nail của chúng ta khi nào được mở cửa và khi mở cửa thì có chờ đợi như thế nào, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với ba chuyên viên trong lĩnh vực nail. Thứ nhất là anh Tâm Nguyễn, anh là President của trường thẩm mỹ Advance College. Thứ hai là chị Christine Nguyễn, chị là Co-owner và Director của Studio 18 Nail Bar. Và thứ ba là anh Johnny Ngô, anh là President của Skyline Beauty Supply. Trước hết chào các anh chị. Tâm chào. Xin mến chào chị Vân Anh và chào quý vị của đài VNTV. Cảm ơn. Thưa quý vị, trước khi đi vào chi tiết ngày hôm nay thì Vân Anh cũng được biết các anh chị trong đây là người đã đặt ra một nhóm có tên là Nailing It USA trong mấy tháng vừa qua. Vân Anh biết những sinh hoạt của các chị cũng giống như là các chị nail ở khắp nơi, đặc biệt ở San Diego, như là donate những cái mask cho bệnh viện. Và ngoài ra thì những sinh hoạt của chúng ta của tổ chức Nailing It USA như thế nào thưa các anh? Thành ra để trước hết để Tâm giới thiệu một tí và mỗi anh em nói một chút về Nailing It for America. Lúc đầu tiên gọi là Nailing It for Healthcare Workers thì Tâm cũng muốn nói là không chỉ có Tâm, Christine Nguyễn bên Studio 18 Nail Bar, anh Johnny Ngô bên Whale Spa và Skyline Beauty, mà cũng có thêm hai thành viên nữa tên là Hà Dương của bên Beyond Capital cũng như là anh Ted Nguyễn từ bên OCTA. Thì năm bạn đã come together từ cuối tháng 3, 31 tháng 3 và đã thấy cái nhu cầu của PPE là cái Personal Protective Equipment cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế trong các bệnh viện phải điều với COVID-19. Thành ra vì vậy anh em Tâm cũng muốn bây giờ là chuyển qua cho anh Johnny Ngô. Ảnh là từ một gia đình, từ chủ nhân của Whale Spa là đã donate trên 3 triệu đồng worth of khẩu trang, 120.000 khẩu trang, largest donor của 120.000 mask, 300.000 gloves và mấy chục ngàn thêm PPE. Thành ra đấy Tâm muốn maybe Johnny you can share the next step, xong rồi sau đó Christy to add to the story. Ok, thì đầu tiên là mình muốn, tại Johnny là supply, mình là wholesale supply, với là retail also, mấy cái tiệm retail là riêng. Mà trong cái wholesale là mình có nhiều cái PPE hồi đó, với là hồi đó là mình cũng thấy là mấy cái bác sĩ là mấy cái nurse là rất là cần mấy cái đồ này. And then hồi đó là cái news nó cũng chưa có nói nhiều mấy cái chuyện này, thì mình biết là mình cần làm donate mấy cái này cho cái hospital như là cái bác sĩ như là cái nurse, thì mình form Nailing It như là Tam như là Christy như là hai người kia nữa. Yeah, so Nailing It for America, like Antham and Johnny had mentioned, like Nam Bang just joined together just give back and to make sure that we take care of our community, our front line. Mấy người mà bị thất nghiệp, mấy người già, but you know that they don't have the proper the proper care or anybody to bring their meals, senior facilities. You know, it's just we want to make sure that you know during a time now where all the nail salons have closed, all businesses have closed, that we can come back and just give back to the community and make sure that they're taken care of so that we can beat COVID-19 in, you know, the kindest manner possible, and just be there for each other. So it's Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và đặc biệt là các anh chị em trong lĩnh vực nail. Trong suốt 45 năm qua, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong lĩnh vực nail đã đóng góp rất nhiều trong sự phồn thịnh của đất nước Hoa Kỳ, và trong giai đoạn khó khăn nhất này thì các anh chị trong ngành nail cũng là người đóng góp nhiều nhất trong cái giai đoạn khó khăn. không phải chỉ có Nailing It USA mà mọi nơi, mọi chỗ đều có bàn tay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng ta đi vào đề tài chính ngày hôm nay mà các bạn làm việc trong ngành nail đang rất là muốn theo dõi. Thứ nhất, chúng ta biết rằng hai cái ngành mà chính phủ hay nói là có nguy cơ dễ bị lây lan nhất thì tại vì làm việc rất là gần với lại khách hàng, đó là nail và tóc. Nhưng mà bây giờ những người làm tóc đã được mở cửa, ngành nail của chúng ta chưa, thì tại sao thưa các chị? Thì cái đó là thì mình hiểu là cái hair salon đó là cắt tóc là ở ngoài sau cái người là cái người là mặc cái người là cái khách là mặc cái mask. Mà mình cũng muốn là cái governor với là cái elected official với là cái người là design là mở cái salon này, mấy cái salon đó, nail salon đó, là ở cái bàn là mình thường thường là làm nail là mình face to face là cái đó là mình should be là afraid, but mình giờ là everybody cũng mặc cái mask, everybody cũng có cái face shield với là everybody cũng có cái table shield. Cái table shield là cũng add extra protection, còn ở ngoài đó là không có cái mình không có any other suggestion other than disinfectant. Tại Johnny thấy là as a supplier mấy cái table shield, những cái PPE là giờ là tiệm nào cũng đang làm, you know. Cái đó là giống là cái standard guideline, là nếu mà even cái cấp chính phủ là không có đưa cái guideline là còn cái table shield hay là còn cái gì á là thì even cái tiệm, mấy cái tiệm này là cũng đang làm rồi. Tại nếu mà cái khách vô mà thấy là không có mà cái tiệm kia là có, khách chạy qua tiệm kia, thì đúng là cái social pressure là phải làm. Với là mấy cái shield này là cũng không có mắc tiền, you know, 30 đồng mấy mỗi cái. So thì cái đó là mình cũng muốn là cái government hiểu cho, go ahead là mở cho mình đi. Nếu mà nghĩ là nó có cái problem đó, là cái problem đó là cũng không có nặng giống là họ nghĩ. Với là mà khi nào mở tiệm nail đó thì tiệm của Christine luôn á, là mỗi lần mỗi khách vô đó thì phải take temperature với mỗi sáng, mỗi nhân viên á cũng phải take temperature, mà throughout the day á cũng phải take temperature just in case to make sure là cái temperature stay within cái range không á. Mỗi khách mà vô đó là phải ký cái waiver, là nói là cái tiệm đó thì có dùng hand sanitizers, mấy cái PPE mà to protect them á. And then cái tiệm của Studio 18 á thì có hand sanitizers all over cái salon. Với giống như anh John nói đó thì cái bàn manicure table thì có cái table shield to separate cái người khách với người thợ. Mấy cái pedicure, mấy cái ghế pedicure thì họ không có được dùng mỗi cái đó, phải dùng every other, làm cho create cái social distance. Thở thì phải mặc mask với cái face shield luôn, tại vì nó có double protection với khách. And then là làm pedicure thì khách là ngồi ở trên, and then thở thì ở dưới, thì nó create cái distance. And also bây giờ đó thì tính mà chưa 100%, but tính làm chương separately from tay, đặng cho không có ba người ngồi cùng một area to prevent cái spread. And Chrissy biết là mấy cái tiểu bang khác mà mở rồi đó, cái đó là cái rule nó set in place rồi, thành ra hopefully cái đó nó create less spread. And so, you know, cái salon của Chrissy là we're taking every cautionary measure to make sure that that khách, nhân viên với gia đình của Chrissy là ai cũng safe, and cái spread of COVID là không có something that comes from a nail salon. Thưa chị Vân Anh, em cũng muốn góp ý thêm trong cái topic này. Và cái topic này đối với mình về cái hair salon đến cái nail salon, và mình cũng là đứng về phía cạnh nail, nhất là người Việt chúng ta, mình đã là chủ tiệm nail. Tại sao hair salon lại mở trước nail salon, hair salon trước nail salon, mình phân vân và mình hỏi cái đó. Thì Tâm cũng được sự hướng dẫn và rõ hơn khi hiểu về các văn phòng và các nhà lãnh đạo, từ là cái này là Đương nhiên mình làm việc với một số cơ quan của tiểu bang, nhất là mình trong Cali, một tiểu bang mà có tới 11.000 tiệm nail và trên 80% là người Việt chúng ta. Thì mình là bây giờ biết là mặc dầu đưa ra cái guideline là mình làm việc với State Board của California Board of Barbering Cosmetology, một cái quan trọng hơn là mình đang trong một cái đại dịch, thành ra chính văn phòng thống đốc cũng phải từng nghe lời từ cái Department of Public Health. Thành ra Department of Public Health là về y tế rồi, thành ra y tế là đi hàng đầu, thành ra về vấn đề sức khỏe về y tế hàng đầu thì họ có cái lý do của họ để đưa ra tóc trước rồi đến nail rồi sau đó về vấn đề săn sóc da mặt vân vân, thành ra mấy cái đó liên quan đến vấn đề y tế và sức khỏe, thành ra đương nhiên cái opening của mình phải theo đúng giai đoạn và đúng theo bao nhiêu ca đang bị và đúng theo flatten the curve bao nhiêu và đúng bao nhiêu ca tử vong và nhiều người qua đời, từ không chỉ là từ tiểu bang thưa quý vị mà là từ mỗi quận, như là từ county level, và mỗi county rất là khác nhau trong 58 county trong 60 của tiểu bang Cali. Thì chị please prepare now, thành ra nên chuẩn bị ngay từ bây giờ trong lúc stay at home order. Mình là trong stage 3 mà stage 3 đã bắt đầu rồi từ trong tiểu bang Cali, thành ra có thể tích tắc là open any day hoặc là any week, thành ra mình nên chuẩn bị trước, không thôi là khi thống đốc đưa ra cái tin là mình có thể mở ngay, mình phải chuẩn bị trước thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi đi vào cái phần chuẩn bị thưa anh thì tưởng cũng nên nhắc lại, chúng ta ai cũng nhớ là vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, thống đốc tiểu bang California đã tuyên bố một câu nói và đã gây sự phẫn nộ cho tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em trong ngành nail. Thì bây giờ anh Tâm cũng như là các anh chị có thể nói một chút xíu về cái nguồn tin này không anh? Dạ vâng, Tâm có thể bắt đầu, sau đó là mời chị Christy và anh Johnny góp ý thêm. Dạ thưa quý vị, nhóm Nailing It for America hoàn toàn là một nhóm all volunteer và là charity giving organization, mà bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 khi thống đốc Gavin Newsom đã có một cái câu nói ngày hôm đó vào ngày thứ Năm, Tâm nhớ rất rõ là cái ca COVID-19 đầu tiên của tiểu bang Cali xảy ra trong một cái tiệm nail salon ở miền Bắc Cali, mà ngoài ra không có thêm chữ gì về cái vấn đề data và science. Thì anh em ngay lập tức trong Nailing It for America trở thành một cái advocacy group và mình lên tiếng ngay lập tức để bảo vệ quyền lợi ngành nail. Vì vậy, ngày hôm 7 tháng 5, Tâm, Johnny, anh Ted, mấy bạn trong nhóm Nailing It không ngủ qua đêm và hoàn toàn ngay lập tức ngày sáng hôm sau thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, ngay tại trường thẩm mỹ Advance Beauty College có một cái họp báo với trên 25 cái họp báo breaking news, trong đó không chỉ là các truyền thông của người Việt và người Mỹ, người Đại Hàn, mà có tất cả các truyền thông lớn nhất của miền Nam Cali như là ABC, NBC, CBS, KTLA vân vân. Vì vậy mà có một cái breaking news, anh em đưa ra và hợp tác ngay lập tức với Professional Nail Association để đại diện không chỉ 11.000 tiệm nail ở Cali mà tất cả mấy chục ngàn tiệm nail toàn quốc. Vì vậy anh em đưa ra một cái câu trả lời cho thống đốc là không, tụi em là để mình góp ý và để hiểu biết thêm tại sao. Tâm muốn nói rõ rằng là mình không đòi hỏi thống đốc phải xin lỗi, mình không đòi hỏi là mình phải kiện ông thống đốc, và anh em chỉ mong là làm việc với văn phòng thống đốc và hiểu được biết thêm về cái lời nói của ông ta. Dạ, chính là mình thì cái quan trọng là mình muốn là người là khách á, là hiểu á, là cái tiệm nail là không phải là giờ, không phải là cái virus là mình đi vô đó là mình bị cái virus. Thì mình cũng ráng nói là cho cái news, cái media là người thường khách nghe là cái tiệm nail là safe, you know. Thì that's why là mình cũng muốn nói thêm là mấy cái PPE, mấy cái safety precautions, rất là nhiều tiệm nail đang làm mấy cái chuyện này. Cái này là guideline là good, guideline là cho cái nghề nail là good, cái đó là mình cũng hiểu. But mình cũng muốn cái governor office với là legislative officials là hiểu là Cái này là actually là có rất là nhiều social pressure cho cái tiệm nail, nghĩa là mấy cái người chủ nail là cũng thương cái người thợ mà, right? Mình phải mình cũng thấy cái đó rõ ràng, thì mình cũng muốn là cái governor như là mọi người là mấy cái official là hiểu cái chuyện đó là cái tiệm salon là safe, là ready to open, you know, là no real reason là đang đợi rất là lâu. Yeah, and also, you know, what Tom was talking about, Governor Newsom, you know, we invited him soon to Orange County to tour, you know, the Advance Beauty College, to tour nail salons, to tour, you know, making it just the nails industry alone, that, you know, we are a safe environment to be in, that trước khi bị COVID là mấy tiệm nail có đủ PPE rồi, có đủ safety precautions, and có nhiều tiệm nail follow cái guidelines của cái barbering cosmetology, mà có nhiều tiệm nail còn rất là follow hơn cái guidelines mà set in place nữa. Nail salons have always been a safe environment for clients, and you know, especially with Christie thì mỗi lần mấy cái tools mà không có one time use thì phải clean sạch, especially with barbicide, and we put it in a medical grade autoclave and then disinfect each and every implement before you give the next client. Cái đó là one of the reasons why you know, nail salons are very very safe, and hopefully you know, COVID is over, Governor Newsom thì có thể đi xuống and just evaluate the nail industry ở Southern California, tại ở dưới Southern California rất là có nhiều tiệm, điểm nhất tại in California có 11,000 nail salons, mà ở dưới Southern California between 6,000 to 8,000. So we have a vast majority of nail salons down here. So you know, hopefully he can tour, you know, many of them and just get a sense of security. Thì bây giờ sau khi mà được phép mở cửa rồi thì các tiệm nail sẽ cần làm những cái việc gì để chuẩn bị cho những quy luật mới cho những ngày tháng tới, thưa anh? Cái này là cái opportunity cho cái tiệm nail là làm better cho cái sanitation, cleanliness. Giờ là mình start over, okay. Hồi nãy Johnny cũng nói là cái tiệm nail là đang có guideline, but rất là nhiều cái tiệm nail đang going above and beyond, tại cái đó là tốt cho họ, đúng không? Thì cái này là mình suy nghĩ là cái tiệm nail là mình làm cho go ahead, go above and beyond, you know, make it để cái systematic process in place cho mình, sau đây mình clean hơn, mình làm cái customer comfortable hơn, etc. Như vậy các anh chị nghĩ rằng người chủ các tiệm nail phải cần spend a lot of money, tức là phải bỏ ra rất là nhiều tiền để chuẩn bị cho những PPE, tức là những cái trang thiết bị bảo hộ cho mình, và những người thợ khi mà mở cửa lại thì có đủ thợ để mà làm việc hay không, và những cái khó khăn như thế nào khi mà chúng ta bắt đầu mở cửa, thưa các anh chị? Bây giờ đó thì cũng hơi khó khăn, có thợ trở lại đi làm. Vấn đề là tại vì bị cái cho mấy thợ on unemployment đó. But you know, at the same time, I think bây giờ that có nhiều thợ cũng muốn trở lại. So it just kind of depends on who wants to come back to work and who doesn't. So you know, that's always a challenge, and I think it all not only in the nail industry, but that's in all industries right now because of the unemployment. So it's a work in progress, but I think I think we have a good set of people. But tại bây giờ khi nào mở thì khách nó ảo vô, tại vì you know, mỗi ngày đó khách gọi I mean cái phone của Christie thì tại cái phone tiệm nó connect to cái personal cell phone đó. You know, it rings all day long, and then on top of messages off of Yelp, Instagram, our website, voicemails. Thành ra cái waitlist bây giờ đó là, you know, right now it's khoảng 300 người, 250 300 người. I just haven't really counted, but it's quite deep. And so so có nhiều thợ biết là, you know, there's a lot of pent up demand. Thành ra cũng có nhiều thợ mà cũng muốn trả lời, tại vì biết là you know, hôm nay nghỉ cho 2 tháng rưỡi mà cứ sắp gần 3 tháng rồi, and now you know it's time to go back to work and take care of their clients that they've always taken care of for the past you know some 5 năm, some 10 năm, you know, lifelong clients. Như vậy anh nghĩ rằng các chủ nhân của các tiệm nail phải tốn rất là nhiều tiền để chuẩn bị cho mở cửa trở lại không anh? Yeah, thì cái đó là okay, so để Johnny add với cái Christy nói mấy cái người thợ, Johnny muốn với là cái nhóm Nailing It muốn là cái người thợ với là cái người chủ là hiểu là mình đang ráng là biết cái time này là really really tough for everybody, and we want to spread kindness. Mấy cái thợ nail là your employer là cái người chủ tiệm nail là rất là cần you cái time này, and cái khách cũng cần, you know. Thì có nhiều người cũng đang muốn ở nhà, thì cái đó là you know up to them, but please be kind and to understand là cái người chủ là taking care of you, and then mấy cái khách là cũng taking care of you, so please go back to work. Thì Johnny muốn nói cái gì chỗ đó. Còn cái question của chị Van Anna là so cái PPE là cái retrofit là cái tiệm nail là cái số tiền là cũng khó estimate, but mình estimate là khoảng 500 tới 5.000 đồng. Cái range của cái retail, cái tiệm mình cũng Skyline cũng có mấy cái tiệm retail là average là cái khách đang spend trong cái range đó. Sometimes mình cũng Johnny cũng nghe là cái khách là even up to 10.000 đồng spend on cái preparation cho cái mở cái mấy cái tiệm lại á. Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin của các anh chị. Như vậy thì theo sự tiên đoán của các anh chị ở đây thì chừng nào tiệm nail mình được mở? Tiên đoán của từng anh chị trong này. Anh Tâm nghĩ là cần chưa anh? Yeah, Tâm trước hết Tâm muốn nói là cảm ơn anh Johnny đã nhắc lại cái quan trọng nhất trong lúc này là mình nên có tình thương với nhau và mình nên đoàn kết và mình nên ủng hộ nhau và rất là giúp đỡ nhau. Tâm cũng muốn cảm ơn anh Johnny Ngô và tất cả nhân viên của anh hôm nay. Anh đã ra thiện nguyện viên, ra Little Sài Gòn, không chỉ là ra trường ABC mà bao nhiêu cửa hàng kế bên, mấy nhà hàng. Có một cái pharmacy đang bị looting và rioting mà anh board up cho họ và hoàn toàn miễn phí. Thành ra cảm ơn anh Johnny đã là một người gương mẫu và công ty của anh. Trong lúc này Tâm muốn chia sẻ là Nailing It đã theo dõi rất là nhiều các tiểu bang khác đã đi trước và reopen. Ví dụ như là Georgia, Texas, vân vân, một số tiểu bang đã mở rồi và mình đã đọc qua và nghiên cứu cái opening guidelines của họ rồi từ cái state board của họ. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mình đã làm việc không chỉ là với mayor của mình thành phố mà từ các Orange County supervisors và healthcare agencies, Orange County healthcare agencies, mà mình cũng làm việc với state và federal legislators của tiểu bang Cali và toàn quốc. Vì vậy anh em trong Nailing It for America đã đưa ra một số cái safely reopening guidelines. Thành ra Tâm cũng muốn chia sẻ luôn là có cái này, thưa quý vị, là có cái này là gọi là bằng tiếng Việt luôn là Nailing It for Safe Reopening, mà từ đây là có kế hoạch mà bằng tiếng Việt mình đã làm. Tâm sẽ gửi qua cho chị và đây là có sẽ 4 cái điều nói sơ qua về cái khẩu trang, về cái làm sạch, về cái lắp đặt các tấm gương và table shield mà anh Johnny nói tới. Tâm nên hỏi khi nào mình mở thì Tâm chỉ có một cái câu trả lời là soon. Soon. Tâm có một cái dự đoán là khi cho mở tiệm nail salon và Christy mở và các tiệm nail salon mở là người ta sẽ it's gonna be packed, it's gonna be like they were looking for toilet paper. So it's gonna be packed and it's gonna be crazy and they're gonna get their nails done. Dạ vâng, và những người khách hàng trong đó có bên anh nữa, khi mà đến để làm móng tay, làm nail trở lại thì chúng ta sẽ feel safe hơn, sạch sẽ hơn. Lúc trước là sạch sẽ rồi, bây giờ cũng là sạch sẽ hơn. Cho nên chắc là chúng ta không có cần phải sợ, không có phải lo ngại nữa, phải không anh? Dạ vâng. Rất là cảm ơn các anh chị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chúc cho các anh chị trong Nailing It USA cũng như là tất cả các chủ nhân các cơ sở thương mại tại trong lĩnh vực nail sẽ gặp được nhiều thuận lợi, nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Và đặc biệt là các khách hàng xin hãy tiếp tục ủng hộ cho ngành nail của chúng ta, một cái ngành mà đã đóng góp rất là nhiều trong đất nước Hoa Kỳ. Các anh chị có muốn bổ túc điều gì trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay? Tâm chỉ muốn thay mặt anh em trong Advance Beauty College cũng như là thành viên volunteer trong Nailing It for America cảm ơn chị Vân Anh và VNTV và tất cả, không chỉ là tất cả truyền thông của người Việt mình mà tất cả cộng đồng người Việt toàn quốc đã yểm trợ tinh thần rất cao cho anh em, và anh em người Việt mình rất là proud về cái ngành của mình, và proud là người Việt của mình đóng góp cho xã hội Mỹ trong lúc này, và mình sẽ tiếp tục cái công việc này, và I feel very energized, so very grateful. My heart is very full. Cảm ơn chị Vân Anh và cảm ơn quý vị. Vâng, Vân Anh cũng rất là mong chờ tiệm nail mở cửa trở lại để đến làm móng tay liền. Cảm ơn. Christine cũng nói là gì trước khi chúng ta chia tay nào? Dạ chị cảm ơn chị Vân Anh với Vietnam TV cho cái opportunity to tell our story and just to get the message across. You know, the one thing Chrissy muốn remind is, you know, to please be kind, to help others in need, and you know, chị nào mấy cái tiệm nail reopen thì nhớ cho khách nhân viên and everybody to just be kind. We're all learning cái này là it's something very very new. Thành ra, you know, it's uncharted waters. Thành ra, you know, just work together, work as a team, you know, help each other. Hey, cái gì không đúng thì just, you know, or you see something wrong, then just offer help. Don't criticize, you know, just offer as much help as you can. Tại vì, you know, the sooner we all get used to the new reality, the easier it is for all of us to get through it, because you know there's a lot of mental health involved, there's a lot of stress involved, so you know being kind and being helpful is rất important. Yeah, chị Johnny, Kim muốn say là cái nhóm Nailing It đang ráng support cái đầu tiên là mình should be like giống là anh Tam với là Christine nói là cái người Việt should be very proud. Mình làm là rất là hay cho cái ở nước Mỹ, mấy Vietnamese American ở nước Mỹ này là so such a great thing là mình did. Second thing là mình keep going, okay. Nghĩa là Johnny muốn nói là cái Nailing It nhóm là đang ráng, nghĩa là mấy cái partner của Nailing It luôn đang ráng support cái Vietnamese community nationwide. Thì mình keep going, mình đang California bây giờ là mình đang ráng push to open, but mình Johnny muốn nói là mình push là với là cái way là mình represent cái Vietnamese community là professional manner, you know, mình không có mình represent cho làm cho cái người của mình là proud. Thì cũng mà Johnny với là nhóm này cũng muốn cảm ơn everybody, với là cảm ơn chị Van An VNTV. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong một chương trình sắp tới. Chúng ta sẽ có những thông tin cập nhật cho tất cả các khách hàng của ngành nail. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn. Thank you.